4m³. Xin chào mọi người. Thời điểm này thì ô tô giá thành quá là hợp lý, quá là rẻ cho các bác. Nếu mọi người đang có dự định mua xe thì thời điểm này thì chúng ta lên mua các bác nhé. Với giá thành rất là rẻ, rất là hợp lý cho các bác đấy ạ. Trong thời điểm từ đầu năm bây giờ là thời điểm này là hiện tại là xe xuống giá gần như là rất là rẻ. Chúng ta đang có nhu cầu sở hữu một chiếc ô tô đi lại phục vụ gia đình hay chạy dịch vụ, thì thời điểm này là luôn luôn một trong những thời điểm vàng để chúng ta sở hữu xe đây, bởi giá thành xe rất là rẻ, rất là hợp lý đấy ạ. Đợt này thì do ảnh hưởng kinh tế nên là tất cả mọi mặt hàng kinh doanh đều rất là chậm, nên là kể cả trong ngành ô tô cũng vậy, nên là xe rất là hợp lý về giá các bác nhé. Chiếc xe Innova đẹp như thế này mới tầm tiền 155 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu được em nó rồi nhá. Có cửa gió điều hòa trên trần này, trần 3D. Xe thì về tổng thanh thì cột kèo sắt zin nguyên hết nhá. Có các phần keo chỉ thì có chỗ còn chỗ mất thì không còn zin nữa. Không còn zin 100% về keo chỉ nữa các bác nhá. Nanh quanh nó cũng rơi là tầm khoảng 70-80% thôi. Nhưng mà cột kèo sắt zin thì bên bộ máy kinh môn cam kết cho bà con là zin hết nhá. Gương kính điện này. Đấy, có gương kính điện nhá. Màn hình Android này, cam bùi cam hành trình, rồi là cảm biến va chạm, đây đầy đủ hết rồi nhá. Đấy, một chiếc xe lên full đồ rồi, các bác về chỉ việc sẵn đổ xăng này đi thôi. Máy số gầm của chiếc xe này thì em bao chất cho mọi người nhá, bao chất cho mọi người. Máy số gầm thì siêu chất luôn, có lốp sơ cua này đầy đủ này, khung gầm sàn thì bác chủ xe đã phủ xử lý phun sơn chống han gì rồi nhá. Máy móc thì khô, chất êm. Đấy, một chiếc xe khẳng định chất không đối thủ luôn. Đấy, bao chất về chiếc xe này cho bà con luôn nhé. Khẳng định mọi người đến mua, đến xem xe mà máy số không chất thì em biếu mọi người 10 triệu đi về. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Một chiếc xe mang tên tư nhân, rút hồ sơ pháp lý thì bên em luôn bảo hành cho đời, rút hồ sơ sang tên bình thường nhé. Nên mọi người có nhu cầu rút hồ sơ thì em vẫn rút hồ sơ bình thường. Với tầm tiền có rẻ như xe máy thôi mà các bác đã sở hữu một chiếc MPV gầm cao 8 chỗ ngồi. Đây, xe thì còn khá là cứng luôn mọi người nhé. Máy số bao chất, tất cả mọi người, bao tất cả cho các bác, từ đâm đụng hay từ ngập nước. Đây, đâm đụng nặng thì chắc chắn là sẽ không có, cột kèo zin nguyên hết. Còn va quẹt nhẹ thì đời này chắc chắn là không để tránh khỏi rồi các bác nhé. Đây, phần keo chỉ em nó còn không còn zin 100% nữa. Một chiếc xe Nhật bền bỉ, kinh tế, sửa chữa rẻ, form dáng đẹp, chạy dịch vụ taxi đều rất ok luôn. Bởi em nói rất là lành nên chúng ta đi đường dài, đường trường rất yên tâm nhá. Đây, form dáng tổng thành em nói thì sơn chi còn rất là ok luôn đấy ạ. 2006, 155 triệu đồng là các bác đã sở hữu được chiếc xe Toyota Innova này rồi. Một mẫu xe lồi đồng cuối đá phá không hỏng đây. Đấy, các bác quan tâm thì cứ liên hệ cho bốn anh kinh môn nhá, theo số điện thoại 0354152888 nhá. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là khu dân cư Vũ An, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên em thì có bao vận chuyển trên toàn quốc và giá trên chưa có gồm cái gì cả nhé, nên là bà con lưu ý giúp em. Đấy, cam đùi đây, test cam đùi cho bà con xem. Đấy, cảnh báo va chạm đầy đủ luôn nhé. Đây, màn hình cam đùi này, cảnh báo va chạm vẫn còn hoạt động bình thường này. Đấy, nên bà con yên tâm. 2006, 159 triệu đồng thôi, 155 triệu đồng, em xin lỗi nhé. Rẻ không khác gì xe máy các bạn. Là mọi người đã sở hữu một chiếc xe MPV gầm cao, chạy cũng quá ok luôn, với tầm giá có hơn 100 triệu. Số vốn bỏ ra quá là ít luôn các bạn. Đây, đầu giảng nguyên này. Lúc bắt chủ xe đã xử lý tất cả rồi, từ gầm rồi máy móc thì còn rất là khô ráo nhá. Máy thì siêu chất luôn. VVTi 2.0 cầu vật sau. Leo núi leo đồi rất là khỏe luôn. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho em nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.